Cường nói chuyện hết nổi rồi cả nhà ơi. Thì Cường bữa nay Cường đi bắt ong tiếp tục nha cả nhà. Thì được anh Cường anh dẫn cho đi bắt. Đây anh Cường chào cả nhà cái anh Cường ơi. Rồi chào cả nhà nha. Ừ, nói chung ra anh Cường cũng có làm kênh YouTube nữa nghe cả nhà. Kênh anh tên gì anh Cường? Lâm Cường Săn Bắt. Ờ, kênh của anh là Lâm Cường Săn Bắt nghe cả nhà. Thì cũng chuyên về bắt ong giống như Cường vậy nè. Thì nói chung ra anh em sẽ bắt ong không cả nhà ơi. Cả nhà yêu quý Cường như yêu quý anh Cường á, thì nói chung là Cường với Cường á. Thì cả nhà qua coi ủng hộ ảnh với nha. Thì hôm nay anh dẫn Cường đi bắt một cây hai tổ. Mà cả nhà đã biết sao không? Mới đợi tới gốc là đã quýnh rồi. Quýnh là không lấy ba lô được. Nó bu vô ba lô cả nó cả nhà nghe nó quýnh không còn gì hết trơn luôn cả nhà ơi. Cường vừa mới vừa leo xuống nè, không nãy không kịp chào cả nhà luôn là cả nhà cũng đủ biết rồi đó. Là nó quýnh cỡ nào đó. Thì Cường lên thì nói chung ra có rất là nhiều sơ sót nha cả nhà. Nè, thứ nhất là ông quýnh Cường á, gọi đầu Cường bị nói chung là gối não á. Nè. Dây thòng mật có nghe cả nhà. Nè, có dây thòng mật mà không đem lên. Cái thứ nhất. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái ba lô này kia rồi nói chung là cái chít chít á mà cái dây thòng mật là quan trọng. Cục mật 90 kg. Hai cục mà cả nhà nghĩ cổng từ trên đó cổng xuống Cường xuống tới đất là tay chân Cường không còn cảm giác nữa là nó tê hết trơn luôn. Cái đó là quá nguy hiểm nha anh em nên cân nhắc nha. Cái này là Cường công nhận là Cường rất là ẩu nha. Ẩu vừa cái pha đó. Tại vì Cường cũng nghĩ y là không có mặt nhiều, không thấy nó phì mà lên cái đầu mặt quá trời luôn anh Cường. Chú chào nhà chú. Rồi giữ dây xin chào cả nhà luôn. Chú Cường này kia đứng dưới đất mà ông cũng hồi hộp mặt mày đỏ hết trơn cả nhà. Cả nhà coi mặt Cường cả nhà cũng đủ hiểu rồi. Đó, thì cô gì chú bác nào có nhu cầu mua mặt thì cứ liên hệ cho Cường nha. Cái số điện thoại Cường với số Zalo luôn là số điện thoại là 0363 797047 nghe cả nhà. Thì nãy Cường có vô mới đầu thì vô không có chào ở nhà cả nhà thông cảm nha, bị quýnh quá quýnh rồi. Thì mặt này nè cả nhà. Mỗi lần hốt xuống là nó sẽ bể ra hết như vậy nha, nói chung là không còn được nguyên dạng đâu. Nè như cả nhà thấy nè, nát bét ra dễ trơn nè, cắm vô ở trơn nè. Đó. Ôi trời cái bọc này. Bọc này còn 3 lít ha. 3 lít. Nói chung ổ em ở dưới em bắt là có 4 lít nè, bọc ở dưới nè. Bọc này với bọc này. Bây giờ mấy anh em lụm sạc ba con này kia ra cả nhà ơi. Ở trên nè cả nhà. Đó. Rồi bây giờ Cường mời cả nhà vô xem cái video của Cường bắt ong ngày hôm nay nha. Mời cả nhà nha. Tình trạng này hút ong bao năm mới gặp luôn nha cả nhà. Vừa lại tới gốc là nó đã quýnh rồi. Cho nên là Cường không kịp chào cả nhà luôn nha. Một hồi ra ngoài đất coi mà sao Cường sẽ chào sau nha. Coi nè, nãy giờ nó quýnh mấy anh em là chỉ có chạy là coi nè. Không biết ổ này Cường leo nổi không nữa, là một cây hai ổ nha cả nhà. Lại tới gốc là đã bay xuống quýnh rồi. Mà sớm giờ lằng quằng là mấy anh em nó quýnh rồi nè. Quýnh chạy nãy giờ cũng chết luôn. Xong chuyện nổi luôn. Giờ để Cường trang bị đồ nghề rồi giờ Cường lên nha. Coi cái nhà coi nó bu Cường nè. Không biết sao luôn nữa. Đốt lửa đắt không? Đốt chứ, không đốt lên sử dụng nổi không quá. Sợ chịu không nổi nó nè cả nhà. Anh Cường ơi, anh đi đâu vậy? Có đốt ngồi chắc xin em luôn. Lúc xíu ra ngoài Cường sẽ chào lại cả nhà sau nha, sẵn Cường giới thiệu sơ lược luôn. Giờ em quýnh quá chịu không nổi. Ở nhà thấy nó chịu nổi nữa nè. Quá trời luôn. Trời luôn à. Rồi, cô dì khúc mặt khúc mày đây cho con xin thốc xong cái sao rồi nha. Con không biết phá ai không, cô dì khúc mặt khúc mày đây con đổ cho con nha. Con cắt cái khúc mặt để góc nguyên cho cô dì ai uống thì uống, hỏi cho con. Chèo bên tay bên chân. Ghê quá. Cây lớn gặp ông hung kiểu này đi nữa. Nhan này giống nhan thơm chứ ta. Chứ. Ổn lại nè. Dao đâu ta? Lên nha cả nhà. Cao à.
xuống càng càng leo lên thấy nó càng sấy không người ta. Ôi. Không gì đâu mà chưa leo lên nó thấy mệt rồi. Mấy ông ơi đừng quýnh con nữa. Số lít đó, ủa 5 lít đó. Có mặt phải gán thôi. Quýnh chịu hết nổi à. Đây nè. Nhà. Như cái nhà thấy rồi đó. Hai ổ trên nổ nữa. Một mặt thôi nè. Bự vô nè. Thôi, mình cắt nha. Bu mấy cam nó dài. Thank you.
Không thở khói. Tính đâu mà động mặt dữ hồn nghe nhờ. Mặt quá trời luôn. Không là 3 lít mấy rồi nè. 3-4 lít. Quá nguy hiểm cái này. Con quá hùng. Không có đem dây thòng ngọt xuống luôn nữa. Đâu mà cắt cái cũng đầy luôn cái bịch này luôn. Còn ở trên kia ngổn rồi sao đây nữa. Dưới gì tùm lum hết trơn coi. Quýnh tay chân cường cứng hết trơn rồi cả nhà ơi. Có bao tay thiệt. Nhưng mà nó vẫn thấm nha.
nó vẫn thấm ngay chứ không thấm đâu nghe cả nhà. Chám vôi nữa rồi. Chấm vôi nữa. Mẹ ơi nó mừng. Mừng hơn mẹ đi chợ về nữa mẹ ơi. Có mặt nó mừng nữa cả nhà. Đây nè. Mặt nó nè cả nhà. Chấm vôi luôn ha. Trời ơi nó đã anh em ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này. Cục dưới có 4 lít ngoài, cục trên này có 2 lít nữa, 2 lít mấy nữa. Trời ơi. Cây 1-2 ổ luôn. Cây cao lắm nghe cả nhà, ông nó hung nữa. Nó quấn còn trắng kim hết trơn à, mà cũng gán rồng tại vì nó có mặt á. Ham nghe cả nhà. Hồi nãy xuống tới gốc rồi nó đã. Người ta quấn cường với mấy anh chạy không chết rồi. Dạ nó bụng mấy cam dữ vậy trời. Thôi cắt lẻ xuống cái nhà đi. Cắt lẻ xuống mới được. Quýnh hồi cúng tay. Mặt này hơi khô. Hơi khô vẫn còn ngon. Nó chui vô lỗ tai còn lum dần. Hơn là cái này có bầu tai. Không có bầu tai là cũng chịu luôn. Không biết sao bắt được nó nữa. Anh em xem cũng thông cảm với Cường nha, nay Cường đi, nãy Cường leo lên mà Cường không có rồi xong luôn. Hư hình luôn rồi, bây giờ cái ba lô nó bị đứt con tia luôn rồi. Đứt con tia giờ ca này mới khó nè. Ôi nặng dữ vậy. Đứt xương tia tiêu rồi trời. Mẹ ơi. Vậy rồi sao con biết được. Lỡ rồi, bẻ của người ta. Cái dài nhánh cây nha. Bây giờ nó đứt. Đứt bà cái thân tia rồi. Không biết sao giờ. Hai đứt mạnh. Quá xa đã. Hai lít mật cả nhà ơi. Ngon ngon. Giờ buộc xuống mới vất vả nè. Sao mà ông này ở dưới đất nó hung quá trời hung luôn mà lên trên đây nó cũng vậy luôn. Làm như có cái mùi sẵn. Bên này sấy. Dạ cặp này không biết sao mà đem đi xuống được luôn nữa nè. Cái
chân tia nữa. Chân tia kéo quá cả nhà, tiêu rồi. Khẹt lộ. Trời ơi. Nghĩ vậy. Khẹt lộ buộc lại. Xem cần xuống dưới đất nha, rồi cần sẽ review cái cục mặt cho cả nhà xem. Sọt đá rồi, giờ cái lỗ đâu rồi Tài? Hơi lâu nha cả nhà. Trời quá đất luôn anh em ơi. Xuống người. Có điều ba lô này nặng rồi nha. Ôi trời nặng dữ vậy. Chục ký rồi. Còn cái kia bịch nữa, bịch cá lít nữa. Ủa mày làm như nó về. Nó về một lượt một. Về một lượt một luôn. Gắt bịch luôn rồi. Gắt bịch luôn rồi. Thôi sơ sẩy nhiều thứ quá. Sơ sẩy nhiều thứ quá. Cả nhà xem thì cũng bỏ qua cho Cường nha. Tại ông nãy nó quýnh quá thì quýnh rồi. Cho nên Cường cũng cũng quýu. Nó chứ ông nó quýnh mình nhiều quá mình quýu chứ cái nhà. Mà chưa leo cây gì trơn. Mình đã xuống nó quýnh rồi. Hỏi thôi thử rồi. Ai mà chịu cho nổi. Chục ký mật. Quải không vô luôn. Quá nặng à. Quá trời nặng. 10 kg mà. Thank you.
mệt. Mỗi tay dữ ta. Hơi mệt. Hết sức luôn. Nãy còn đem con dây thòng khỏe biết nhiêu nó chạy. Còn phải 60 mét nữa. Mệt quá. Ủa lên Cường ơi. Mỏi tay quá trời à. Không tới dây. Ra đi chú, ra đi. Đi hết nổi luôn. Chướng vậy? Cầm mỗi đuốc con.